Học tiếng Anh cùng bạn. Hello, xin chào các bạn. Đây là một cái bài học rất là hay mà nó là cuối cùng của unit 2, thì nó là lesson thứ 15 của chương trình mình dạy cho các bạn. Thì là everyday English, tức là mỗi ngày học tiếng Anh. English là tiếng Anh, còn everyday là mỗi một ngày. Thì nó có từ mới đầu tiên thì là every day. Every nó là mỗi, day như là ngày, thì mỗi một ngày, every day đã thành một cụm từ mỗi ngày, hàng ngày, hay là nó như là lặp lại đấy, nó thường xuyên gọi là hàng ngày. Bây giờ mình sẽ lướt qua tổng thể bài học trước khi chúng ta tra những từ mới. Thì buổi trước chúng ta đã học từ 1 đến 10, từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi mình đã chỉ cho bạn cách đọc chuẩn rồi. Thì hôm nay, bài hôm nay chúng ta sẽ học lại read and listen and repeat luôn. Tức là lắng nghe này, đọc này, xong rồi lại nói lại. Thì chúng ta sẽ có học từ 1 đến 30 trong bài này, nhưng mình sẽ dạy các bạn từ 1 đến 100 luôn nha. 1 đến 100 luôn, học 100 số luôn. Thì chúng ta sẽ ôn lại từ 1 đến 10 và học từ 1 đến 100. Thì từ 1 đến 11 thì các bạn sẽ thấy ở đây là từ 11 đến 20 này. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là từ 11 đến 20 được phân bổ khác nhau. Sau đó là từ 21 cho đến 30 là còn lại. Đây này. 21 sẽ là 25, 27. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau học nhé. Bây giờ mình sẽ rời mắt khỏi cái trang sách này mà sang cái PowerPoint. Ok, thì các bạn sẽ nhìn vào đây. Số 11 đến số 19 trước nhá. Thì chúng ta học từ 1 đến 10 đi. Học lại từ 1 đến 10 đi cho nó dễ nhá. Nhiều khi các bạn lại quên. Dạ. Số các bạn hay quên lắm. Rồi, từ 1 đến 10. 1 là oan, đúng không ạ? Oan. Đấy. One chứ không phải là oan ức, đúng không ạ? One. Thứ hai là two, three, four là bốn, four ngân dài, four, five, six, seven, đúng không ạ? Eight, nine, ten. Ok, 11 ta sẽ có 11. Trọng âm là âm lé. Ta không đọc là 11 mà 11 nha. Trọng âm là nó, nên là nó phải thành né chứ không thành né nữa. 11 là không được. 11. Tiếp theo là 12. Cái từ này là khó đọc nhất trong tất cả các từ. Các bạn nói anh số 12 sao em không đọc mãi không hiểu được. Thực ra ngày xưa là Lộc học cái từ 12 này cũng mất rất lâu thời gian. 12, nó là 12, rất là khó, phát âm T, không biết kém, thì ra là này, 12, đấy, người nhổ nước bọt, 12, ok, các bạn cứ đảo môi như vậy là người nước ngoài ta hiểu đấy, 12, 12 nha. Cái số 12 nó đặc biệt như vậy. Ví dụ ta có 12 tháng 1 năm, đúng không ạ? Theo 12 thành 1 tá, 12 nó có gì đặc biệt như vậy. Bây giờ ta sẽ nhìn thấy số 13 và số 19. Ta sẽ nhìn tất cả các từ này. Đấy, có một cái từ tin ở đằng sau. 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19. Thì chúng ta thấy là chúng ta thường nói về tuổi tin. Tuổi tin là tuổi nào? Tuổi tin chính là cái tuổi từ 13 đến 19 là tuổi tin. Tuổi tin tin ấy, tuổi 13 đến 19 là bắt đầu dậy thì. Bắt đầu dậy thì, bắt đầu có tâm sinh lý, bắt đầu có thế giới quan, bắt đầu biết đánh giá, biết phản biện, biết nhìn nhận, biết có chứng kiến riêng. Là tuổi tin, cái tuổi rất là nghịch, rất là ngỗ ngược, rất là bốc đồng, rất là nhanh, rất là máu, rồi rất là khám phá, rất là học hỏi, rất là cao trào, rất là nhiều năng lượng, rất là sung sức, rất là nhiều cái thứ rất, đúng không ạ? Thì nó nằm ở đây, nằm cái tuổi tin này, tức là tuổi 13 đến 19, thì là 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Thì các bạn sẽ nhìn thấy này. 9, 8, 7, 6 chính là trong cái cụm từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đúng không? Và có từ số 14 nữa là 4, là 4. Thế còn đâu là 11 là 11, 12 là 12, 13 nó không phải là 13 nha, không phải là 13 các bạn nhớ. 13. Đấy, các bạn cứ lấy cái 13 nhà mình ra. 13. Thơ nhá, âm này âm ơ dài, ơ dài. Ơ thờ.
13. 13. Các bạn nhớ này, trọng âm sẽ toàn bộ nhấn vào âm tin hết. Trọng âm nhấn tin. 13. 13. 14. 14. Fib 15, ta đọc là fib không phải là file. Đọc là fib. Rất dễ. Fib. Fib rất dễ. Fib rất giống tiếng Việt. 15. Tao là 15. 15. Đấy chưa? 16, 17, 18, 19. Bây giờ ta đọc từ đầu cuối này. Các bạn nhẩm theo mình nha. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. Ok, quá dễ và quá đơn giản, đúng không ạ? Các bạn nói, ôi anh cứ dạy nó kỹ lưỡng như vậy, em học cái này từ ngày xưa thôi. Và nó đơn giản, đúng không? Thế nhưng mà đôi khi các bạn này, đọc sai là chuyện rất bình thường, đặc biệt là sai trong âm tin, đúng không ạ? Bởi vì trong cái phần từ số 20 cho đến số 100 thì trọng âm nó thay đổi. Và cái điều trọng âm thay đổi này nó chính là tạo lên sự đặc biệt. Khi trọng âm thay đổi nó tạo ra sự khác biệt giữa 30 và 13, 40 và 14. Đấy, hiểu chưa? 60 và 16 nó khác nhau. Ví dụ 60 là 60. Đấy, 60, còn kia là 16. Đấy, khác nhau. Đấy, đây là điều quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ đọc này, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100. Và 200 luôn nha, đọc. Thứ nhất là 20, là 20. Trọng âm đầu tiên ta có từ 12, đúng không ạ? Từ này cũng thế. Chuyển. Đây là chuyển, thế là 12. Đây là chuyển. Từ kia nó 12 là bởi vì là đến cái chữ E này nó chữ L cao. Là 12. Còn chữ N thấp. Chuyển. Nó hạ lưỡi xuống. Đấy. Chuyển. Thì là 20. 20. 20. 20. Rồi. 30. 30. 30. 30. Âm thờ bấm ơ này. 30. Thirty, còn kia là 13, đúng không? Cái này là 30, thớt mạnh nghe, 30, 13 nó sẽ là 13, 13, 13, rồi 40, 40, 40, 40, 14 nó sẽ là 14, 14 là 14, yeah. 50, 50, 50, 50, 50, 50. 15, 15, 15 là 15. 60, 60, 60, 60 nhá, 60. 16, 16, 70, 70, 70, 70, 17, 17, 80, 80. 80, 18, 18, 18, 90, 90, 90, 90, 19, 19, 19. Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại. 11, 20, 20, 12. 12, 30, 30, 30, 13, 13, 13, 40, 40, 14, 14, 14, 50, 50, 15, 15, 60, 60, 16, 16, 70, 70, 70, 17, 17, 17, 80, 80, 80, 18, 18, 18, 90, 90, 90, 19, 19, 19. Được rồi, bây giờ ta sang phần đọc 100. Cứ 100 thì ta đọc là 100, trăm, có nghĩa là 100.
trăm là hundred, hundred là trăm. Thì 100 ta thêm số 1 bằng trước là 100 là 100. 100 100. 100 100. 200 ta thêm số 2 thay cho số 1. 200 200. 200 200 200 200. Tương tự như vậy ta sẽ có 300 là 300. 4 là 400. 500 là 500. 600 600. 700 700. 800 800 là gì? 800 là 800. 900 900 là gì? 900. Một ngày nào đó các bạn sẽ đọc 1000 đúng không ạ? Một ngày đó chúng ta sẽ học 1000 và tỷ tỷ nữa, chúng ta học tỷ tỷ nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào các số đếm. Bây giờ ta học cách 20. 20 là gì? 20 là 20 đúng không? Rồi, ta học 20. Ta có 20 là 20 đúng không? Các bạn biết là 20 ở đây nó là 20. Bây giờ mình tô màu để các bạn nhìn cho nó sướng cái mắt. Đấy, 20 là 20. Thế giờ mình nó nói 21 thì nó làm sao? Nó là 21 thì các bạn nói là 20 thêm số 1 đằng cuối thôi, đúng không? 21 là 21. À, 1 là 1, đúng không? 21. Đấy thôi. Đó, 22 là 22. Ok, rất đơn giản. 22. 23 là 23. À, 24 là 24. Đấy, 25 là 25. Tương tự như vậy, đúng không? Ta có 29, 28, 26, 27. Đấy. Thế thì ta có số 30 là gì? Số 30 là gì? Số 30 là thirsty. Thirsty đúng không? Thirsty. 40 là 40. Thế là các bạn thử xem 31 với 41 thì nó có gì? Thì 30 thêm 1 là gì? 31. Đấy. 41 là sẽ là cũng là 41. Đấy. Bây giờ ví dụ các bạn thêm 45. 5 là 5. 45. 40 năm. Thì 40 là 40 rồi. Thì 40 năm sẽ là 45 ấy sẽ là 45 đúng không ạ? 45. Ok, các bạn hiểu chưa nhỉ? Tương tự như vậy chúng ta có 67 là 67. 67. 60 là 60 đúng không ạ? 7 là số 7 thì 67. Bây giờ 66 làm sao? 66. 60 thì vẫn là 60 thì 6 là gì? Là 6 thôi đúng không ạ? Thì 66 thôi đúng không ạ? 66. Đấy, dễ thôi đúng không ạ? Ví dụ 99 là gì? 99 là gì? 9 là 90 là 90. 99 sẽ là 90 thêm cái 9 nữa là 9. Đấy. 99. Đấy. Các bạn chỉ chú ý là khi các bạn viết số đếm thì các bạn gạch thêm một cái dấu gạch ở cho mình. Nghĩa là gạch thêm một dấu gạch ở giữa các từ cho mình. Thế còn đâu là đọc như vậy thôi. Thì ta sẽ đọc từ 1 đến 100 được đúng không ạ? 1 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng không ạ? 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. Ok, 20, 30, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 67, 39, and 40. 41, 45, 46, 47, 49, 50 là 50. Ta cứ thêm đọc, đọc cho nó quen, thêm số 1, 2, 4 là số 51, 52, 57. Đấy. Như vậy, ta bạn đọc hết cho mình. Đấy. Thế các bạn bảo 101, đố các bạn biết 101 là gì? Đấy. Đây là cái bài học các bạn, các bạn tưởng tượng 101 là gì? Đấy. Có thêm một vào đây, có thể nào các bạn đoán đi, 101 101 không? Đấy, các bạn đoán thử đi nhá. Rồi các bạn comment ở bên dưới. Đấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn trong một cái bài học khác. Bây giờ tôi dạy các bạn là 1 đến 100 thì một thì đến đây thôi, đúng không ạ? Ví dụ giờ các bạn đó là 98. 98 là 98 là 98 đúng không ạ? Các bạn là viết ra giấy xong rồi đọc, viết ra vở rồi đọc thì các bạn chứ não các bạn không nhanh như mình được. Bây giờ mình đã học tiếng Anh lâu rồi. Đấy, nó quen rồi. Các bạn não của các bạn bây giờ mới học thì các bạn nó sẽ bị hoảng loạn nên các bạn phải viết ra nhá, viết ra ngay lập tức lấy giấy viết ra, muốn viết muốn đọc số nào thì viết chữ của số ấy ra.
viết ST82 chẳng hạn, viết ST xong viết chữ số 2 là tu, ST2 không đọc nên. Đấy, tập luyện khoảng tầm 15 phút bạn sẽ trở thành một con người khác, biết dùng số tiếng Anh. Đấy, sau 15 phút nha. Rồi goodbye, hẹn gặp lại các bạn trong tất cả bài học tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn nha, goodbye. See you again in lesson 16. 16. Yeah, okay.